Dạ từ bài 20 nha em. Các bài toán liên quan đến giá trị cực kỳ của hàm số trục phương. Là game vào hết đi. Chào game, vào hết đi nha. Ngọc Thủy, Yến Nhi, Ngọc Bích, Tuyết Khoa, Mỹ Duyên, Minh Thư. Chờ, vào hết đi rồi. Thanh Thảo, Xuân Trí, Yến Nhi, Mỹ Huyền, Đoan, và đi. Bây giờ chúng ta do hôm nay thì có việc đột xuất cho nên chúng ta sẽ học như thế này. Chúng ta học đến khoảng 5:30 thôi. Sau đó tối 10 giờ chúng ta học tiếp nha. Tối 10 giờ. Tức là bây giờ chúng ta học đến 5:30. Thầy có việc thì phải đi. Do thầy đang làm hội đồng thi ấy. Nên là làm đến 5, học đến 5:30. Sau đó là 10 giờ đi học tiếp nha. Để chia hai suất như vậy. Sao có gì buồn không? Nè. Nhậm chức lý thuyết là thầy đã dạy rồi, đúng không? Video cũng có rồi. Rồi cái buổi khác cũng giảng rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có làm bài tập thôi, đúng không? Công thức nhanh. Tôi nói lại công thức nhanh, ai thuộc được thì thuộc. Nếu mà không thuộc được thì chúng ta cứ làm bình thường, chả cần công thức nhanh gì cả. Tính đạo hàm, kiểm nghiệm của đạo hàm, rồi đi tính ra tọa độ các điểm cực trị. Được chưa? Rồi, ta bắt đầu vào bài 20 luôn nha. Câu 20. Người ta cho A và B là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2x bình trừ 1. Người ta hỏi là cái diện tích của tam giác OAB với O là góc tọa độ bằng bao nhiêu. Vậy thì các em cứ đi tìm tọa độ điểm cực tiểu thôi. Vậy đầu tiên chúng ta tính đạo hàm y thì ghi lại nó là x mũ 4 trừ cho 2x bình trừ 1. Dạ. Rồi y phẩy là bằng gì? 4x bình 4x mũ 3 xin lỗi trừ 4x. Các em đặt 4x ra ngoài, còn là x bình trừ 1. Vậy là bằng 0 khi mà x bằng 0 với lại x bằng cộng trừ 1. Được chưa? Với x bằng 0 thì mình thế vào đây mình tìm được y. Y là bằng trừ 1.
với x bằng cộng trừ 1 á, thì thế vào y, y sẽ bằng bao nhiêu? X bình là bằng 1, vậy thì y sẽ bằng trừ 2. Thì các em thấy là ở đây hệ số A nó dương, bề lõm nó sẽ hướng lên, cho nên là cái đồ thị nó sẽ như thế này. Hai cái điểm này là hai cái điểm cực cực tiểu, vậy suy ra điểm A nó, điểm cực tiểu thứ nhất đó là trừ 1, 2. Điểm cực tiểu thứ hai là điểm B, 1, 2. Và để bây giờ để tính cái diện tích của tam giác OAB, đúng không? Để người ta yêu cầu tính diện tích tam giác OAB, thì các em dùng cái công thức là 1 phần 2 chéo xuống trừ cho nhân chéo lên. Được chưa? Như vậy là tính vectơ OA thì nó vẫn là trừ 1, 2. Tính vectơ OB thì nó là 1, 2. Vậy sinh ra diện tích tam giác OAB thì nó là 1 phần 2 chỉ tuyệt đối nhân chéo xuống trừ cho nhân chéo lên. Vậy là trừ 2 trừ tiếp 2 nó là trừ 4. Vậy là bằng 2. Được chưa các em? Được chưa? Nhưng mà cái diện tích tam giác OAB là bằng 2. Đáp án chính là gì các em? B. Ok, chào các em comment đáp án đi. Có ai thắc mắc gì câu 20 không? Đáp án của câu 20 là B. Ok, được chưa? Có ai thắc mắc không? Ok, chào các em. Rồi. Câu tiếp theo, câu 21 được em. Câu 21. Đồ thị hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2x bình. Nó có 3 điểm cực trị là ABC. Đòi hỏi cái diện tích của tam giác ABC bằng bao nhiêu? Thì đầu tiên chúng ta tính y phẩy, y là bằng ghi lại này. Em comment đáp án nha. X mũ 4 trừ 2x bình. Y phẩy nó ra là 4x mũ 3 trừ 4x. Chúng ta đặt 4x làm nhân tử chung, còn lại là x bình trừ 1. Vậy bằng không khi mà gì? X bằng không với lại x bình bằng 1, x bằng cộng trừ 1. Được chưa? Kem thế vào đây chúng ta tìm y. X bằng không thì kem ra được là y nó bằng không. X bằng cộng trừ 1 thì thế vào đây y nó ra bằng trừ 1. Đúng chưa kem? Như vậy thì cái tọa độ ba cái điểm cực trị. Điểm A sẽ có tọa độ là 0, 0. Điểm B sẽ có tọa độ là gì? Trừ 1, 1. Điểm C sẽ có tọa độ là gì các em? 1, 1. Như vậy thì diện tích tam giác ABC nó bằng 1 phần 2 chiếu xuống trừ cho nhân chiếu lên. Như vậy chúng ta tính gì? Tính vectơ AB đúng không? Thì lấy B trừ A nó là trừ 1, 1. Tính vectơ AC thì lấy C trừ A thì nó là 1, 1. Vậy từ đó sẽ ra diện tích tam giác ABC. Nó bằng 1 phần 2 trừ tuyệt đối nhân chiếu xuống trừ cho nhân chiếu lên. Như vậy là bằng nhiêu? Trừ 2, trừ 1, trừ 1 là trừ 2. Vậy đáp số là 1. Đáp án là gì các em? Đáp án là C. Ok chưa? Câu số 21 đáp án là C nha. Rồi các em có ý kiến gì không? Như vậy đáp án là C, các em có ý kiến gì không? Em comment ý kiến của mình coi này. 21C, có nhiều bạn là cũng ra đáp án C này, tốt. Còn những bạn khác, mà khác sao không ai comment hay. Ok, chào Minh Thư, chúng ta vào học sớm đi, lát nữa chúng ta nghỉ sớm. Sao không ai comment gì hết đây?
Rồi ra ý kiến gì nữa không? Ok, chào các trẻ. Rồi. Ở đây chúng ta có cái công thức nhanh này. Nếu mà các em thuộc được cái diện tích của tam giác ABC mà dùng công thức nhanh á, các em nhớ không? Thầy đã cho trong cái bảng mô tả công thức á, cái công thức nhanh. Gai nhớ là cái công thức nhanh của cái phần diện tích này bằng bao nhiêu? Với ba điểm ABC nó chính là ba điểm cực trị. À, thì cái diện tích tam giác ABC tính công thức nhanh nó sẽ là gì? Thì nó cũng đi từ cái việc đi tính toán giống như mình thôi. Thì diện tích tam giác ABC là gì các em? Nó bằng căn bậc 2 trừ B mũ 5 đúng không? Chia 32 lần A mũ gì? A mũ 3. Đúng không em? Với ABC là gì? Với ABC nó chính là hệ số đây. Đó, đúng chưa? Em coi lại đúng không? Diện tích tam giác ABC. Thầy nói rồi, thầy không bắt các em nào phải thuộc lòng, nhưng mà ở đây nếu mà em nào thuộc thì tốt, đúng không? Em nào thuộc thì tốt, còn thầy không bắt em muốn thuộc không đó là quyền các em, nhưng mà thầy khuyên là không thuộc. Ai thuộc được thì tốt thôi, bởi vì thầy khuyên là bởi vì ở đây cái diện tích này, ví dụ mình tính như thế này mình đâu cần cái gì mà đến cái công thức nhanh gì đâu, tính vẫn nhanh mà vẫn bình thường. Nó và nó riết là nó hình thành cho các em cái tư duy, chứ còn cái này thì thầy vẫn cho là bởi vì nhiều em cứ đòi là tại sao cái này mà thầy không biết, cho nên thầy riết thì cho biết. Đấy. Diện tích tam giác ABC là như vậy đó, tức là nó bằng trừ căn bậc 5 của trừ căn bậc 2 của anh, căn bậc 2 của trừ b mũ 5 chia cho 32 a mũ 3. Chúng ta áp dụng vào thôi. Với a đây là gì các em? A đây là 1 này. B đây là gì? B là trừ 2. Đã áp dụng vào thì là căn bậc 2 trừ B mũ 5, tức là trừ 2 mũ 5 chia cho 32 lần gì? A mũ 3, tức là 1 mũ 3. Đúng không? Vậy là bằng gì các em? 32 chia 32 là bằng 1. Xong. Đó là diện tích tam giác ABC. Xong. Rồi ok chưa? Rồi. Đó thì thầy cho một đống công thức nhanh này. Đó. Thế nào thích thì nhớ, chứ bây giờ sao? Bắt ép đâu có được. Thế nào thích thì thuộc. Rồi, bán kính đường tròn ngoại tiếp. Rồi độ dài diện tích. Vâng, đó thì tùy các em. Nhưng mà ở đây thì nhắc lại là chúng ta chỉ cần nhớ cái điều này thôi này. Đó là cốt của góc BAC đó nha. Bằng B mũ 3 cộng 8A chia cho gì? B mũ 3 trừ 8A. Cốt của góc BAC đó. B mũ 3 cộng 8A chia B mũ 3 trừ 8A. Đó. Ok chưa? Rồi. Tiếp tục nha. Đó là chúng ta thì có việc cho nên là thầy đang đi coi thi mà. Thì có việc cho nên là thì dậy đến 5 giờ rưỡi thôi. Sau đó 5 giờ rưỡi thì các em có thể học tối khoảng 10 giờ. Thầy sẽ dạy tiếp nha. Bây giờ chúng ta học đến 5 rưỡi thôi. Rồi tiếp tục câu 50, câu 22 đi các em. Câu 22. Câu 22 thì chúng ta có gì? Tìm tất cả những giá trị m để cho cái hàm số y bằng x mũ 4 cộng 2m x bình cộng 2m bình cộng 1. Nó có giá trị cực tiểu bằng 2. Như vậy thì cái này cái gì mà cần phải thuộc công thức nhanh gì đâu đúng không? Mình cứ làm bình thường. Đó. Được chưa? Rồi và thầy thống nhất luôn từ đây về sau là thầy sẽ không dùng công thức nhanh nữa trong những cái bài toán này nữa. Để các em làm một cách tự nhiên đi. Còn ai muốn thuộc thì cứ qua kia thuộc nha. Tại vì ghét cái những đứa đó nói là sao thầy không biết công thức này, biết nhưng mà cái điều này không thích dùng thôi, không phải không thích nữa mà nó sẽ làm cho các em quên mất cái tư duy làm bài đó. Rồi cái giá trị cực tiểu bằng 2 nha các em, ta đến y phẩy đi. Đầu tiên là y phẩy nó bằng gì? 4x mũ 3 cộng cho đó 4m x, chúng ta đặt 4x ra ngoài đúng không? Còn lại là gì các em? X bình gì? Cộng m. Như vậy bằng không khi nào? Bằng không khi mà x bằng không với lại x bình bằng trừ m. Đúng không các em? X bằng không với lại x bình bằng trừ m.
Rồi. Vậy thì nếu như cái bài này người ta hỏi là cái giá trị cực tiểu, chứ người ta không có bắt là có ba cực cực trị nhé các em. Em nên nhớ điều đó nha, có giá trị cực tiểu chứ không bắt là ba cực trị. Đó. Thì bây giờ cái bài toán này, chúng ta nhớ là y này nó có thể có một cực trị hoặc là có ba cực trị. Đúng không? Ở đây hệ số A là mang dấu gì được em? Quan trọng là hệ số A dấu dấu âm. À quên, hệ số A dấu dương. A dấu dương thì bề lõm nó sẽ hướng lên. Như vậy nếu có một cực trị bề lõm hướng lên thì nó sẽ như thế này. Đồng ý không? Đồng ý không? Có một cực trị thì bề lõm hướng lên nó sẽ như thế này. Còn nếu có ba cực trị thì bề lõm nó hướng lên nó sẽ như thế này. À, ba cực trị nó sẽ như thế này. Như vậy thì thằng này á, nó không phải là cực cực tiểu, mà thằng này nó mới là cực tiểu này. Đó. Như vậy chúng ta phân biệt ra hai trường hợp nhé các em. Hai trường hợp. Trường hợp một có một cực trị. Có một cực trị thì tương đương với lại là cái gì? Cái thằng này nó phải mang dấu âm hoặc là bằng không. Trừ m biến bằng không. Tương đương với m phải lớn bằng không. Đúng không? Lúc này thằng này nó chính là điểm cực tiểu. Và do đó giá trị cực tiểu nó chính là y, nó bằng y tại không, đúng không? Y tại không nó chính là 2m bình cộng 1. Đúng không? Và đề cho nó bằng mấy thì các em? Đề cho nó bằng 2. Như vậy tương đương với lại là gì? M bình bằng 1 phần 2. M bằng cộng trừ căn của 1 phần 2, tức là 1 phần căn 2. Cộng trừ nha các em. Nhưng mà vì ở đây mình đang xét m phải sao? Lớn bằng không. Cho nên lấy m là gì? 1 phần căn 2 thôi. Em hiểu được trường hợp 1 không? Nó lại đề bài yêu cầu là hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2. Giá trị cực tiểu bằng 2. Thì bây giờ mình phải đi tìm giá trị cực tiểu thôi. Nhưng mà ở đây nó mấy? Nó có hai trường hợp. Một là nó có một cực trị. Một cực trị thì tức là thằng này bén bằng không, thì nó sẽ có một cực trị là x bằng không đó. Trường hợp thứ hai là ba cực trị đó. Thì khi mà cực trị thì thằng này là x bằng không, là cực tiểu, giá trị cực tiểu này này thế vào đây đó, thì nó ra được m bằng 1/2. M bình bằng 1/2 chứ, m bằng cộng trừ 1/2. So với điều kiện thì chỉ cần lấy m bằng 1/2 thôi. Trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai là có ba cực trị. Ba cực trị tức là thằng này phải là số gì các em? Số dương. Tức là m phải sao? Biến không. Biến không. Như vậy lúc này cái giá trị cực tiểu là đâu? Cái điểm cực tiểu lúc này nó chính là cái hành độ của anh này. Như vậy là x sẽ bằng là gì? Cộng trừ căn của trừ m. Đúng không? Đó, x sẽ bằng cộng trừ căn của trừ m. Vậy thì giá trị cực tiểu y sẽ bằng gì? Suy ra y. Y sẽ là lấy x thế vào y thôi. Giá trị cực tiểu. Y nó chính là bằng y tại cộng trừ căn của trừ m. Mình nhớ là x bình bằng trừ m nhé. X bình bằng trừ m đó. X bình bằng trừ m thì mình thấy vào đây là x mũ 4 á, nó là bằng gì? M bình. X bình bằng trừ m thì thằng này nó sẽ là bằng trừ m nhân quay là trừ 2m bình cộng với 2m bình, đúng không? Cộng với 2m bình và cộng thêm 1. Giá trị cực trị nó chính là bằng gì? M bình cộng 1, đúng không? Và theo đề cho thì cái giá trị cực trị này bằng mấy? Bằng 2. Vậy là rõ ràng là ra là m bình bằng 1. Vậy m bình bằng 1 thì m mấy các em? M bằng cộng trừ 1. Nhưng mà chúng ta đang xét trong cái trường hợp là m mang dấu gì đây? M dấu âm. Vậy lấy m bằng gì thôi? M bằng trừ 1. Nói tóm lại bài này có hai giá trị m. M bằng trừ 1 và m bằng 1 phần căn 2 nhé. Trừ 1 và 1 phần căn 2. Đáp án chính là C.
Mà các em cho ý kiến, có ai không hiểu không? Có ai không hiểu chúng ta đang giải gì không? Bài này có cái gì mà công thức nhanh không các em? Đâu có công thức nhanh gì đâu. Cho nên là những bài từ đây về sau thầy không giải công thức nhanh nữa nha. Chỉ trừ cái công thức là cos A thôi. Cos góc BAC đó. Thì nó bằng là B mũ 3 trừ cộng 8A chia B mũ 3 trừ 8A thôi. Chỉ đúng cái công thức đó thôi. Ok và hết đi các em. Rồi ra cái ý kiến gì không em? Thì vẫn đang chờ nha. Không thấy ai ý kiến gì hết. Em có hiểu không? Em comment cho thầy có hiểu không? Nhớ bài này nó yêu cầu là cái cách hỏi của người ta rất là hay. Người ta nói là tìm M để giá trị cực tiểu bằng bao nhiêu đó. Chứ người ta không có nói là mấy cực trị cả. Như vậy thì có thể là có một cực trị, cũng có thể là có ba cực trị. Cho nên chúng ta phải biện luận hai trường hợp. Nhớ chưa? Hai trường hợp. Một cực trị thì là cái thằng này bén bằng không. Còn ba cực trị thì thằng này phải dương. Đúng không? Và chúng ta đi tìm điểm cực trị xong rồi chúng ta thế vào chúng ta tìm được y cực trị. Y cực đại, y cực tiểu. Và người ta cho giá trị cực tiểu nó bằng một thì M. Rồi không ý kiến gì chúng ta tiếp tục qua câu 23. Giải chậm đấy nha các em. Giải rất chậm. Để cho các em có thể làm. Thầy nói là không dùng công thức nhanh nữa. Trừ cái công thức này thôi. Thì sẽ dùng chỉ khi nào mà nó có cái có thể áp dụng được công thức này. Đó là cos góc A, góc BAC đó. Bằng B mũ 3 cộng 8A. Chia B mũ 3 trừ 8A. Đó. Thì thầy sẽ dùng công thức này. Vì nó sẽ ứng dụng được nhiều trường hợp. Còn cái kia thì thôi. Tôi làm bình thường. Câu 23. Hỏi tham số M thuộc khoảng nào? Thì cái đồ thị hàm số y bằng x mũ 4. Nó trừ 2mx bình cộng 3. Cộng M1 nhé. Có 3 điểm cực trị A này, B, C thỏa mãn độ dài BC bằng 4. Nhưng mà đầu tiên là nó phải có 3 cực trị đấy. Ta tính Y phẩy. Nó là 4X mũ 3 trừ 4M. Chúng ta đặt 4X ra làm nhân tử chung. Thì còn lại là X bình trừ M. Như vậy là bằng 0 khi và chỉ khi X bằng 0 với lại là X bình bằng M. Thế thì muốn có ba cực trị thì thằng này phải dương thôi đúng không? Điều kiện là thằng đó phải dương. À. X bằng 0 thì thế vào y nó bằng 1. Vậy đây chính là cái điểm 0, 1 rồi. Đây chính là điểm A rồi. Bây giờ mình tìm ra điểm B và điểm C. X bình bằng M thì là X bằng cộng trừ căn M. Cộng trừ căn M mình thế vào đây. X bình là bằng M. Như vậy là y sẽ bằng gì? X bình là bằng M thì chỗ này là M tất cả bình. Như vậy là m bình. X bình bằng m. Như vậy là trừ 2m bình. Cộng 1. Như vậy đó là 1 trừ cho m bình. Vậy ta có hai cái điểm B và C như sau này. Điểm B thì nó chính là trừ căn m.
1 trừ m bình. Điểm C thì đó chính là căn m 1 trừ m bình. Đồng ý không em? Bây giờ đề bài yêu cầu là cái cạnh BC này bằng 4, độ dài BC bằng 4, đúng không? Chúng ta tính độ dài BC thôi. Thật ra thì kem vẽ hình ra em tính cũng được, không ở đây thì tính độ dài BC bình thường này. Nó bằng căn bậc 2, lấy C trừ B tất cả bình. C trừ B tất cả bình thì nó chính là 2M tất cả bình. Cộng cho C trừ B tất cả bình là 0. Vậy là bằng chỉ tuyệt đối 2M, chỉ tuyệt đối 2M. Nói cái này là hai căn m nha em, hai căn m tất cả bình, như vậy nó bằng là chỉ tuyệt đối hai căn m. Chỉ tuyệt đối hai căn m thì nó chính là hai căn m luôn, vì hai căn m là số dương rồi. Mà đề yêu cầu là cái thằng này bằng 4, như vậy ra là gì? Căn m bằng 2, vậy là ra m bằng gì em? M bằng 4. Riêng cái độ dài BC mình có thể tính bằng cách khác nữa, đó là kem vẽ hình ra đây. Cái điểm B ở đây, điểm C ở đây, điểm B và điểm C nó đối xứng nhau qua qua trục OI đó các, đối xứng qua trục OI. Vậy đây chính là điểm B và đây là điểm C này, đây là XC lên XB. Vậy thì cái độ dài BC nó sẽ là bằng X BC, chính là chỉ tuyệt đối của XC trừ XB. Ok chưa? Chỉ tuyệt đối XC trừ XB thì trong trường hợp này nó chính là gì các em? Nó chính là hai căn m. A này chị nha, đến hai căn được chưa? Rồi, đó là cái tính nhanh, không phải tính nhanh gì mình vẽ ra mình thấy thôi. Rồi như vậy là cái giá trị m là bằng 4, m bằng 4 thì nằm trong cái khổng này, đáp án gì? Rồi gai kiến nha. Ok, 23 yeah. Nhiều bạn cũng làm comment đúng rồi này. Ok, rồi tiếp tục câu 24 nha. Câu 24. Với M là một tham số thật, sao cho là khi hàm số y bằng, quên, lọc lộn, tìm m để cho cái hàm số y bằng này có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu, thỏa mãn khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu là ngắn nhất. Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu là ngắn nhất, như vậy là nó phải có ba cực trị rồi. Ở đây chúng ta nên đặt nguyên cái chùm này này bằng cái số B đi, ghi cho nó gọn mất. Em nên có thói quen như vậy. Đặt cái đó là B nha các em, đặt đó là B. Ở đây B nó chính là M bình cộng trừ M cộng 1. Được chưa? Như vậy là Y nó sẽ bằng là gì? X mũ 4 trừ 2BX bình cộng cho M trừ 1. Cái đó cứ để yên M không sao cả. Y phải là gì các em? 4X mũ 3 trừ 4BX. Vậy là bằng 4X làm nhân tử chung, còn lại là x bình trừ b bằng không khi và chỉ khi x bằng không với lại x bình bằng b. Thằng này phải dương thì nó mới có hai, nó mới có ba cực trị được. Nhưng mà thật ra thì b nó bằng m bình cộng trừ m cộng 1 là nó để dương rồi các em. Các em bấm giải phương trình bậc hai mấy em sẽ thấy đây, b nó để dương rồi, đúng đúng rồi. À, yeah. Như vậy khi đó là cái điểm cực đại là gì, điểm cực tiểu là gì? X bằng không thì thế vô y nó sẽ là bằng m trừ 1. Rồi x bình bằng b, x bằng cộng trừ căn b thì y sẽ bằng gì? Cộng trừ căn b bình phương lên. X bình là bằng b thì x mũ 4 sẽ là b bình trừ 2 nhân này là b nhân b là 2b bình cộng m trừ 1. Vậy nó là bằng trừ b bình cộng m trừ 1. Như vậy có hai điểm cực trị. Nhưng mà nó hỏi là gì em? Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu ngắn nhất. Thế thì khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu nó là cái nào? Đây này. Ở đây hệ số A nó mang dấu gì em?
A nó mang dấu dư. Vậy thì khoảng cách của hai điểm cực tiểu thì đây là cái điểm không, có hành gọi là không rồi đúng không? Hai điểm cực tiểu nó chính là hai cái điểm này, hai cái điểm B và C này. Đó. Và chúng ta biết rồi, độ dài đoạn BC thì nó chính là chiều tuyệt đối của XC trừ XB. Vậy là bằng gì anh? Đi luôn này, đi ngoài đó luôn anh phải kiểu Đi chạy xe đâu anh. à, XC trừ XB. XC trừ XB thì nó chính là bằng gì? Trừ căn B trừ cho căn B, nó là hai căn B đúng không? Nó đâu có cần phải qua cái thằng Y này đâu đúng không? Như vậy là bằng hai căn B. Vậy là theo đề cho, đề nó yêu cầu là cái khoảng cách này giữa hai điểm cực tiểu này là ngắn nhất đúng không? Thì là B nhỏ nhất, ngắn nhất tức là giá trị nhỏ nhất thôi. Mình thế B vào, B nó chính là gì? M bình trừ M cộng 1. Đúng chưa em? B nó chính là M bình trừ M cộng 1. Chúng ta đưa về gì? Đưa về bình phương đi. M bình trừ 2 nhân 1 phần 2 M cộng cho 1 phần 4. Cộng 1 phần 4 thì em phải trừ lại cho 1 phần 4. 1 trừ đi 1 phần 4 là 3 phần 4. Đúng không? Vậy nó chính là bằng 2 lần căn bậc 2 M trừ 1 phần 2 tất cả bình cộng cho 3 phần 4. Đó. Như vậy thì cái giá trị nhỏ nhất ở đây là gì các em? Nó lớn bằng 2 lần căn của 3 phần 4, tức là bằng căn 3. Thằng này lớn bằng 0 mà, cộng với 3 phần 4 thì lớn bằng 3 phần 4. Vậy căn ra là lớn bằng căn 3 phần 4 nhân với 2 thì nó chính là căn 3. Như vậy cái giá trị nhỏ nhất của này là bằng căn 3. Cái giá trị nhỏ nhất này đạt được khi nào? Khi M trừ 1 phần 2 bằng 0, tức là M bằng gì? 1 phần 2. Đáp số là M bằng 1 phần 2. Được chưa? Như vậy giá trị ở đây là M 1 phần 2. Đáp án là B các. M 1 phần 2. Ok chưa? Rồi được rồi, thầy không đi nữa. Thì dạy cho xong luôn. Dạy cho xong luôn á. Nãy có người vô nói là đi rồi, không có đi nữa. Ok, đáp án là M 1 phần 2 B. Rồi cái bài giải như vậy thì coi, các em coi lại thì các em có ý kiến gì không nha. Đặt cái giá trị B để cho đỡ rối, phải ghi lại nhiều lần, không có gì đâu các em. Chứ không có phải là nhiều ẩn không. Ok nha. Đây học cho xong luôn. Cách khác là dùng công thức nhanh thì cũng vậy thôi. Cách khác là bấm máy tính chứ gì. Bấm máy tính giải không nhìn bậc hai gì đúng không? Rồi ok. Rồi, thầy nói luôn cho các em biết đó là cách giải không nhìn bậc hai thì nó sẽ ra được cái giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất đó và đạt được tại x bằng mấy thì đó chính là m. Thì m 1 phần 2. Rồi ok. Rồi, ta tiếp tục câu 25 đi. Rồi, thôi cứ comment cách, chụp cái cách đó cho thầy qua tin nhắn. Câu 25 cho em. Câu 25. Đặng Thanh Tùng comment đáp án câu 25 coi. Với M là một số thực, sao cho cái đồ thị hàm số y bằng x mũ 4 cộng 2mx bình cộng 1. Nó có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông thì hỏi mệnh đề là sau đây là đúng. Được chưa? Có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông. Đó. Và nó hỏi là cái mệnh đề là sau đây là đúng. Rồi, bài này chúng ta áp dụng công thức nhanh.
ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông hay là ba điểm cực trị tạo thành tam giác đều hay là tam giác có góc bằng 120 độ thì chúng ta dùng phân tích nhanh. Chúng ta xuất phát từ cái việc là cốt của góc BAC đó, tam giác ABC có ba điểm cực trị ABC thế này, cốt của góc BAC là bằng B mũ 3 cộng 8A chia B mũ 3 trừ 8A. Khi mà ba điểm này tạo thành một tam giác vuông thì cái góc này bằng 90 độ, mà cos 90 độ là bằng 0. Vậy suy ra là B mũ 3 nó bằng cộng 8A bằng 0. Vậy là B mũ 3 bằng trừ 8A. Đây chính là công thức nhanh. B là gì? B chính là 2M mũ 3. Nó bằng cái gì? Trừ 8A. A là 1. Vậy ra được là gì các em? M mũ 3 bằng trừ 1. Vậy ra M bằng gì? 1. Bài toán kết thúc. Với M bằng trừ 1 thì đáp án là B nhé. Câu 25 là B. Đó thì ok, nhiều em ra B này. Đã nâng tầm ra B luôn, ok. Đó thì riêng cái tam giác đó là tam giác đều, tam giác vuông, tam giác cân. Tam giác vuông cân, tam giác có góc 120 độ thì thầy khuyến khích các em dùng phương thức này. Nhanh. Rồi, tiếp tục câu 26. Câu 26 đi. Ồ cũng vậy thôi. Tìm M để cho cái hàm số này có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác đều. Vậy thì tam giác đều tức là cái góc này bằng 60 độ. Các em cứ nhìn từ đây là đây nè. Cốt 60 độ là 1 phần 2. Vậy ta có là gì? B mũ 3 cộng 8A chia B mũ 3 trừ 8A. Nó bằng 1 phần 2. Đó. Thì các em nhân lên nó sẽ ra là B mũ 3 bằng trừ 24A. Kết quả nó sẽ ra như vậy. Rồi, nhân chiếu lên thôi, nhân chiếu lên vế qua. Thế thì B mũ 3 là gì đâu? B mũ 3, B là gì? B nó chính là 2 nhân m trừ 1. Còn A nó là gì? A nó là 1 rồi. Như vậy là 2 nhân m trừ 1 tất cả mũ 3 bằng trừ 24. A là 1. Ok chưa? Như vậy ra là nhiêu? 2 mũ 3 là 8, chia đây còn lại là 3. M trừ 1 mũ 3 bằng trừ 3. Như vậy là m sẽ bằng gì? M trừ 1 sẽ bằng căn bậc 3 của trừ 3. Trừ 3. Và do đó m sẽ bằng 1 cộng cho căn bậc 3 của trừ 3. Bài toán kết thúc kia. Bài toán kết thúc. Đáp án là gì đây? 1 cộng căn bậc 3 của trừ 3. Đáp án chính là C. Có 26C được bao nhiêu bạn comment nè? Sao lại có 26B nhỉ? Chết chết thêm. Sorry. Rồi rồi. 1 cộng cho căn bậc 3 của trừ 3 thì nó chính là bằng 1 trừ cho căn bậc 3 của 3. Ok, xin lỗi các em. Rồi, giờ này giờ kể quá sao biết. Sorry nha, đáp án B. Câu 26 là đáp án B. Ok. Rồi các em có thể coi lại bài giải. Riêng cái tam giác đều, tam giác vuông thì thầy khuyến khích các em thuộc nhanh, áp dụng được nhiều. Ba cái quỹ diện tích, độ dài kia, cái tính bình thường ra ấy. Đó cả. Ok chưa? 26B. Ok, rồi. Câu 27 đi các em. Câu 27 thì tìm tất cả các giá trị của m để cho cái hàm số để cho cái đồ thị hàm số y bằng x mũ 4 trừ 4m trừ 1 x bình cộng 2m trừ 1 có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của một tam giác có góc là 120 độ. Ok, thì góc đó chính là góc A với góc nào nữa? Thì nó chính là cốt góc BAC. Thì nó bằng là B mũ 3 cộng 8A chia B mũ 3 trừ 8A thì nó bằng là gì cho em? Góc này là 120 độ thì nó sẽ ra là cốt của 120 độ là trừ 1, đúng không? Như vậy từ đây chúng ta nhân chiếu lên là 2 lần B mũ 3 cộng 16A nó bằng trừ B mũ 3 cộng 8A. Vậy nó sẽ ra là B mũ 3 bằng trừ 8 phần 3A, trừ 8 phần 3A
Rồi, các em thay B mà. B là gì đâu? B nó là đây. Mũ 3 lên, trừ 4 nhân M trừ 1 mũ 3. Bằng trừ 8 phần 3. A là mấy? A là 1. Ok. Như vậy thì chúng ta rút gọn đi nha. Trừ 4 mũ 3 lên là trừ 64 nhân M trừ 1 mũ 3 bằng trừ 8 phần 3. Rồi game đơn giản đi. M trừ 1 mũ 3 nó bằng là 1 phần 24. Vậy M sẽ bằng là gì? 1 cộng cho căn bậc 3 của 1 phần 24. Ok chưa? Nó chính là bằng 1 cộng cho căn bậc 3. 1 chia căn bậc 3 của 24 nó chính là 2 căn bậc 3 của 3. Bởi vì 8 nó chính là 2 của 3. Đúng không? Đáp án chính là gì? À, đáp án chính là A. Đúng không? Đáp án chính là A. Kiểm tra game. Một gì cho một cộng cho căn bậc 3 của 1 phần 24. Đáp án chính là A đó game. Rồi các ai kiến nghiệm. Câu 27A ra khá là nhiều. Còn những bạn khác đâu hay? Đây, tiếp tục câu 28 nha. Không ai ý kiến gì đúng không? Tốt quá, câu 28. Rồi. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của M sao cho các điểm cực trị. Các điểm cực trị nếu có của đồ thị hàm số EBIT bằng M x 4 trừ M cộng 1 x bằng cộng M cộng 1 nằm trên các trục tọa độ. Thì đoán là câu này các em sẽ bị sai lầm. Các em bị lừa. Câu này chắc chắn các em sẽ bị lừa. Thì không biết là đáp án nào nhưng mà câu này nó hỏi như vậy rất là khó chịu đó các em. Cái cách hỏi ở đây nó rất là khó chịu. Thứ nhất là các em nên nhớ này. Cái câu của người ta nói á, sao cho tất cả các điểm cực trị nếu có của đồ thị hàm số này nằm trên các trục tọa độ. Nó không nói là phải có ba cực trị như vậy đó. Nó không yêu cầu là phải có ba cực trị đúng không? Nó đâu có yêu cầu là phải có ba cực trị đâu. Hiểu được điều đó. Tìm tất cả những giá trị M để cho cái điểm cực trị nếu có của đồ thị hàm số nằm trên các trục tọa độ. Nó đâu yêu cầu là phải có ba cực trị đâu. Cho nên ta phải xét hai trường hợp.
Trường hợp 1, có một cực trị. Trường hợp 2, có ba cực trị. Tuy nhiên thì cái trường hợp 1 có một cực trị á, mấy em hiểu không? Có một cực trị thì cái cực trị đó nó sẽ nằm trên trục OI rồi. Và do đó chắc chắn là nó nằm trên trục tọa độ rồi. Vậy cho nên là cái trường hợp 1 là nó sẽ những giá trị mà làm cho nó thỏa trường hợp 1 sẽ là luôn luôn thỏa đề. Luôn luôn thỏa đề. Dạ. Rồi. Nói lại cái cách giải bài này. À, nó còn gài ở chỗ là m dính số 0 nữa nè. Nó còn gài cái chỗ m dính số 0. Số a dính với m chứ không? Số a nó dính với m nữa thấy chưa? Nó còn gài nữa mà. Trường hợp 1 xét a bằng 0. Xét a bằng 0 tức là m bằng 0. M bằng 0 thì y nó bằng 0. Không này. Cho nên là 1 trừ x bình cộng 1. Trừ x bình cộng 1 đó là 1 parabol. Và cái hàm số này nó là đối xứng qua OI bởi vì nó là hàm chẵn. Parabol này các em. Đối xứng qua OI. À không, bề lõm nó hướng xuống nhé. Bề lõm ở đây hướng xuống. Bởi vì số A nó dấu âm. Thì nó chỉ có một cực trị. Và rõ ràng cái cực trị này nó nằm trên OI. Như vậy trường hợp này là thỏa đề. M bằng 0 là thỏa đề. Trường hợp thứ hai. M khác 0. Lúc này Y nó. Để viết lại Y nha. M x mũ 4. Nó trừ. M cộng 1 x bình. Rồi cộng m cộng 1. Các em tính y phẩy này. 4 m x mũ 3. Trừ 2 lần m cộng 1 x. Cộng cho m cộng 1. Ở trên đó. Bỏ này đi. Vậy chúng ta đặt 2 x ra ngoài. Còn lại là 2 m x bình. Trừ cho m cộng 1. Vậy là bằng 0 khi nào? X là bằng 0. Còn x bình nó là bằng m trừ 1, m cộng 1 chia cho 2m. Hôm trước chúng ta giải cái phần mà có một cực trị và có ba cực trị đồ đó. Thì thầy chỉ giải rất là nhanh là AB trái dấu hay là AB cùng dấu hay là A dương B âm gì đó thôi. Thế tại sao bữa nay thầy phải giảng cái này? Mấy em hiểu không? Hôm trước chỉ yêu cầu đến ở mức độ là số điểm cực trị. Tức là tìm về cái cực trị đó thôi. Các em hiểu không? Còn hôm nay nó yêu cầu đến cả cái tọa độ. Nó cả cái giá trị cực trị. Nó nằm ở đâu? Đó, cho nên là mình phải tính ra x. Mình thế mà mình tính ra y. Rồi cái x bằng 0 này á, nó tạo ra điểm cực trị và cái cực trị này là chắc chắn là nằm trên OI rồi nha. X bằng 0 thì là y nó bằng m cộng 1 y á. Và đây chính là điểm A này. Cái điểm này chắc chắn là nằm trên OI. Hiểu không? Như vậy thì luôn luôn nó có một điều là cái tọa độ điểm cực trị này này là chắc chắn nó nằm trên OI rồi. Đó. Vậy cho nên nếu hàm số chỉ có một cực trị, tức là thằng này biến bằng không, thì nó thỏa đề rồi, bởi vì nó chắc chắn nằm trên OI. Còn nếu thằng này lớn không, thì lúc đó nó có ba cực trị, thì hai cái cực trị còn lại này này, tất nhiên là nó không nằm trên OI được nữa rồi. Đề nó yêu cầu là nằm trên các trục tọa độ, thì hai cái cực trị còn lại này nó phải nằm trên trục OX. Đó. Mà nằm trên trục OX chắc là tung độ bằng không, y bằng không đó. Y bằng không thì mình phải thế x vô mà tính ra y chứ sao, đúng không?
dùng được chưa? Đó. Nói lại, có xiết hai trường hợp này. Trường hợp một, giá trị này mang dấu gì? Bé hơn một bằng không. Đó là M cộng 1 chia M biến bằng không. Các em giải cái này như thế nào? Các em giải thế này thì các em chỉ cần vẽ cái bảng xét dấu ra thế này. Nghiệm của nó trên tử là trừ 1. Nghiệm dưới mẫu là 0. Đây là số 0. Đây là hai gạch này. Để số A dương nhân dương là dương. Trong trái là âm, ngoài cùng là dương. Rồi nó lấy bé hơn 1 bằng 0. Thì lấy biến bằng không thì m sẽ lớn hơn trừ một, lớn bằng trừ một và biến không. Thì trường hợp này nó chỉ có là một cực trị, là điểm A nó thuộc vào OI, cho nên là thỏa đề. Được chưa? Rồi bây giờ trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai là thằng này mang dấu gì? Dấu dương để cho nó có ba cực trị. Này dấu dương thì tương đương với lại m ngược lại, tức là bé hơn trừ một hay m lớn hơn không. Đúng chưa? Bây giờ có ba cực trị thì cái thằng này nó tạo ra y là bằng bao nhiêu? X bình là m cộng 1 chia cho 2m. Đúng không? Mình chỉ cần biết cái giá trị y thôi. Lấy cái x bình này, tức là x nó bằng cộng trừ căn rồi, đó là hành độ rồi. Nhưng mà mình cần là cần cái điểm cực trị này nó nằm trên trục tọa độ, tức là nó phải nằm ở đâu? Thằng này nó đã nằm trên OI rồi thì hai thằng này nằm đâu? Nó nằm trên OX chứ đâu nữa. Nó nằm trên OI tiếp là ba điểm này thắng hàng sao được, không? Vậy thì muốn hai cái điểm cực trị này nó nằm trên hai trục tọa độ nữa thì hai cực trị này phải nằm trên OX. Mà nằm trên OX thì là y của nó phải bằng không. Mà y của nó là từ đâu ra? Là lấy cái hành độ này nè. Thế vô đâu? Thế vô y. Nó tìm ra tung độ. Đúng không? Rồi. Em tính ra thầy nha. X bình là bằng M cộng 1 chia 2M. Giờ x mũ 4 sẽ là gì? X mũ 4 sẽ là, tính là bằng nháp đi. X mũ 4 sẽ là M. Nhân x mũ 4 thì chính là M cộng 1 bình. Chia cho 4 thì M bình. Đúng không? Rồi trừ cho m cộng 1 nhân với m cộng 1 chia cho 2m cộng cho m cộng 1. Ok chưa? Như vậy là đơn giản đi thì còn lại là 4m trừ đây 2 thì còn lại là m cộng 1 trừ m cộng 1 chia cho 4m cộng m cộng 1. Ok. Đơn giản cái đống này nữa là xong cái gì đâu. M cộng 1 trừ m trừ 1 cộng 4m chia cho 4m. Ok chưa? Như vậy đơn giản đi là bằng gì? M cộng 1 nhân với gì? 3m trừ 1. Ok. Đáp án là đây, chia cho 4m. Đây chính là cái giá trị y đó các em. Vậy y sẽ là bằng m cộng 1 nhân với 3m trừ 1 chia cho 4m. Hiểu chưa? Thì cái giá trị y này nó sao em? Nó phải bằng không. Y nó bằng không. Y nó bằng không thì tương đương cái giá trị y cực tiểu bằng không. Thì tương đương với lại là m cộng 1 nhân với 3m trừ 1 chia 4m bằng không. Vậy ra là m bằng trừ 1. Với lại m bằng gì em? 1 phần 3. Mình ta đang xét cái trường hợp này. Cái loại 1 phần 3 này nhận này. Ok. Nó tóm lại, ta có những giá trị m nè. Đây này. Đây này. Và nãy m bằng 0 nữa nha. Vậy kết luận. M là những cái giá trị nằm trong là từ trừ 1 cho đến 0. Hợp với lại là 1 phần 3. Đúng không? Ok chưa? Vì đáp án là gì? Có nhiều bạn comment đáp án quá. Và đáp án là dê cho em. Dê, dê. Đáp án là dê nè. Dê.
Câu 28 đáp án dê thì không nhiều bạn dê. Có lẽ là sai giống như thầy đã nói, thầy đã cảnh báo đúng không? Vì là giống như thầy đã cảnh nói rồi. Câu 28 các em đáp án C là nhiều. Còn các bạn đáp án B đó, ở đây chỉ có Hải Ninh với lại Biển Uyên đáp án dê thôi. Những em, các em có hiểu không? Em có hiểu thầy nói không? Em có cần thầy giảng lại không? Tại vì cái chỗ kia nó tính toán nó hơi nhùng nhằng cho nên là trình bày cái vẻ nó không có đẹp lắm. Mà em hiểu không? Sai nhiều hơn. Đáp án C không? À, đáp án C là em quên cái trường hợp 2 là nó cái trường hợp mà nó có một cực trị rồi đúng không? Em quên trường hợp đó này. Em nghĩ là ba cực trị thôi. Được, game nó comment có hỏi điều gì không? Cái đó thì ngoan thì cái lát nữa em coi lại thôi anh, lát nữa coi lại thôi chứ bây giờ đừng, em coi lại thôi. Quanh chưa khó coi lại nha. Nói chung là bài này xét ba trường hợp: A bằng không, A khác không. Khi A khác không thì mình phải xét hai trường hợp là một cực trị và ba cực trị đó. Cái trường hợp có một cực trị là luôn luôn thỏa, luôn luôn thỏa đề. Gồm có một cực trị này, luôn luôn thỏa đề. Trường hợp mà nó có ba cực trị á thì muốn cho thỏa đề tức là hai cái điểm cực trị kia nó phải nằm trên đôi, quên, hai điểm cực trị còn lại nó phải nằm trên đôi, thì là tung độ mà không đó. Đáp án là dê đúng rồi nè. Bài đó em nào mà làm tốt làm đúng đó thì nó là hiểu sâu sắc, hiểu khá là sâu sắc. Có 29 nha. Có bao nhiêu giá trị m thuộc vào sao cho cái hàm số này có 3 điểm cực trị ABC trong đó A nằm trên OI và OA bằng BC. Như vậy ok, mình dung là công thức nhanh nó không có ý nghĩa gì trong trường hợp này cả. Đúng không? Các em cứ đi làm bình thường, tìm m cho nó có 3 cực trị. Đi tìm tọa độ điểm A, điểm B, điểm C. Rồi từ đó mình tìm ra được cái độ dài thôi. Độ dài thì lấy sau trừ trước bình phương căn bậc 2. Đó, vậy thôi. Bây giờ bắt đầu, tôi tính y phẩy. Nó là 4x mũ 3. Các em comment đáp án đi nha các em. Trừ 4m x bình. Trừ 4m x. Ta đặt 4x ra ngoài. Còn lại là x bình trừ m. Vậy bằng không khi nào? Khi x bằng 0 với lại x bình bằng m. Muốn cho có ba cực trị thì mình phải dương đúng không? X bằng 0 đó thì y nó bằng 2m. Với x bình bằng m thì x bằng cộng trừ căn m.
Kem thế vào kem tìm y. X bình bằng m, chỗ này là x mũ 4 nó sẽ là bằng m bình trừ 2m bình cộng 2m. Như vậy nó là bằng gì các em? Trừ m bình cộng cho 2m. Như vậy ta có các điểm sau đây nè. Điểm A nó là 0, 2m. Nó là ba cực trị thì điểm A nó nằm trên đầu y nè. Điểm A này chính là nằm trên đầu y nè. Điểm B nó chính là trừ căn m cho đến thằng này. Trừ m bình cộng 2m. Điểm C thì nó chính là căn m trừ m bình cộng 2m. Vậy tính độ dài OA thì nó chính là căn bậc 2, lấy A trừ O, O là 0, 0 nè. 0 bình cộng cho 2m trừ 0 tất cả bình. Vậy là bằng trị tuyệt đối 2m. Độ dài BC thì lấy C trừ B, nó chính là bằng 2 căn m. Bởi vì thằng này trừ này bằng 0. Đó. Vậy thì độ dài OA nó bằng BC. Tương đương là gì? 2m trị tuyệt đối nó bằng 2 căn m. Đúng không? Nhưng mà m là số gì các em? M là số dương, như vậy là m nó bằng căn m. Vì đơn giản 22 đi. Vậy đơn giản cho căn m luôn, m căn m bằng 1. Vậy là m bằng gì? Đáp án m bằng 1. Giờ đây chỉ có một giá trị m thôi. Ok, có rất là nhiều em ra đáp án là A. Tốt rồi. À, câu 29 coi hỏi gì em. Rồi tốt, câu 30 nha. Câu 30 thì tìm các giá trị m để cho cái đồ thị hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2mx bình có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1. Ok. Nó phải có hai yêu cầu nha các em. Yêu cầu thứ nhất là có 3 điểm cực trị. Rồi, ta tính y phẩy 4x mũ 3 trừ 4mx. Ta đặt 4x ra làm trong phía chung, còn lại là x bình trừ m. Như vậy nó bằng không khi nào? X bằng không, x bình bằng m, thằng này phải dương. Với x bằng không thì y nó cũng bằng không. Rồi với x là bằng cộng trừ căn m. X bình bằng m thì x bằng cộng trừ căn m. Thế mà y x bình bằng m, x mũ 4 sẽ là m bình trừ 2 m nhân m là 2 m bình. Vậy là trừ m bình. Như vậy ta có ba cái điểm cực trị như sau. Điểm A nó là 0, 0. Điểm B nó chính là trừ căn m cho đến gì? Trừ m bình. Điểm C thì chính là căn m trừ m bình. Đúng không? Thì diện tích chúng ta sử dụng cái gì? Vector AB, vector AC. Điểm A là 0, 0 rồi thì trừ đi 0, 0 thì là chính nó thôi. Diện tích tam giác ABC là bằng gì? 1 phần 2 trị tuyệt đối chiếu xuống trừ cho nhân chiếu lên. Chiếu xuống nó chính là m bình căn m. Trừ cho nhân chiếu lên là cộng m bình căn m. Vậy là hai lần, đơn giản đi còn lại là m bình căn m. Thế thì theo đề cho nó cái diện tích này bằng nhỏ nhỏ hơn 1 đúng không? Nhỏ hơn 1. Ta bình phương hai vế thì là m mũ 5 nhỏ hơn 1. Vậy ra được m nhỏ nhỏ hơn 1. Và điều kiện ở đây m phải lớn không được em. Vậy đáp án là m hay lớn không là gì? Nhỏ hơn 1. Đúng chưa? M lớn không nhỏ hơn 1. Đáp án chính là D. Đáp án D. Rồi có ai kiến gì không? Câu 30 đáp án D.
Ok, rất nhiều em đây đáp án dê này. Bài này dùng công thức nhanh cũng được, nhưng mà nhớ phải có hai điểm cực trị chứ. Có ba điểm cực trị chứ. Tức là A nhân B phải âm. Rồi, câu 31. Tìm các giá trị của tham số m để cho cái đồ thị hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2x bình cộng m có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của một tam giác mà bị hai chục tọa độ chia thành 4 phần có diện tích bằng nhau. Ba mươi mốt bí rồi, 31 bạn nào làm được thì cứ comment đáp án cho thầy coi thử coi. Đầu tiên game cứ tính y phải với thầy 4x mũ 3. Đầu tiên cái những cái bài này á, cái việc làm đầu tiên của các em là em hãy đi tính các tọa độ của các điểm cực trị cho thầy, nhớ nha, tọa độ của các điểm cực trị. Rồi, 4x mũ 3 trừ 4x, đặt 4x ra, x bình trừ 1. Rồi, vậy bằng 0 khi mà x bằng 0 với lại x bình bằng 1. X bằng cộng trừ 1. X bằng 0 thì y bằng m. X bằng cộng trừ 1 thì thế vào đây m trừ 1. Vậy chúng ta có cái điểm như sau là điểm A là 0m. Điểm B đó là trừ 1 m trừ 1. Điểm C nó là 1 m trừ 1. Rồi, bây giờ chúng ta phải hiểu đề như thế nào. Trước hết là ba cái điểm cực trị này, kem vẽ nó ra trên cái hệ chục tọa độ OXY. Điểm A đây. Điểm A là nó nằm trên trục OY 0M. Các em nên nhớ rằng cái hệ số A này là dấu dương này. Cho nên là điểm A này là trong ba cái cực trị thì điểm A này chính là điểm cực đại. Hai cái điểm kia là điểm cực tiểu, nhớ chưa, hai cái điểm kia là hai điểm cực tiểu. Thế thì ở đây ba điểm cực trị nó bị hai chục tọa độ này này chia thành 4 phần. Nếu như hai cái điểm cực tiểu mà nằm trên trục hoành thì cái tam giác này nó chỉ có thể bị chia thành 2 phần thôi, nó đâu thể nào mà chia thành 4 phần. Như vậy thì cái điều kiện đầu tiên các em thấy muốn cho cái tam giác ABC bị chia thành 4 phần thì hai cái điểm B và C với điểm A nó phải nằm khác phía so với trục OX. B và C thì lúc nào cũng nằm về một phía của trục OX rồi. Còn so với A thì nó phải nằm khác phía so với trục OX. Vậy cho nên ở đây mình vẽ đại ở đây, điểm B và điểm C ở đây. Tức là hai cái điểm B và C tung độ của nó so với điểm A là phải trái dấu. Vậy đây, điều kiện đầu tiên chúng ta có này, đó là tung độ của điểm A, tức là MIA này, nhân cho IB với IC, IB đi, âm. Tức là M nhân với M trừ 1 phải âm. Vậy ra là M lớn 0 và nhỏ 1. Ồ, nói vui vậy chứ mình loại được hai đáp án rồi. Một cái suy luận nhẹ nhàng như vậy thôi là đã loại được hai đáp án. Còn lại hai đáp án thôi.
đúng không? Sao được không? Rồi tiếp tục, tất nhiên thầy mới làm cái kiểu mà chặt vật ở đâu, phải tìm ra được nguyên nhân cho, đúng không? Thế bây giờ nó phải chia thành bốn phần có diện tích bằng nhau, ok chưa? Bốn phần có diện tích bằng nhau. Cái phần trên này á, cái diện tích đây này, trái và phải S1, S2, S3, S4. Thì bản thân cái thằng S1 và S2 nó đã bằng nhau rồi, đúng không? Rồi S3 và S4 nó cũng bằng nhau rồi, đúng không? Vì vậy thì cái điều kiện cuối cùng chỉ còn lại là S2 nó phải bằng S3 thôi. Đồng ý không? S2 nó bằng S3 thôi. Đó. Rồi, đây là M nha. Đây là M trừ 1. Đúng không? Cái tung độ này là M trừ 1. Cái hoành độ này là 1 nè các em. Hoành độ này là 1. Đó. Điểm C này cái hoành độ là 1. Được chưa? Vậy thì cái điểm này có tọa độ bao nhiêu? Độ dài đó là bao nhiêu? Đó. Rồi, nếu mà mình tính cái vỉa không ngon lành thì mình đặt thằng này là A đi. Đặt là A nha các em. Nếu mà em chưa tính được ra cái chỗ này là bao nhiêu á, thì em đặt là A đi. Nhưng mà thầy nghĩ đáp án mà 1 phần 2 là bị lỗi đó các em. 1 phần 2 là bị lỗi đó. Nếu mà nhìn như thế này thì thấy 1 phần 2 bị lỗi này. Bởi vì không thể nào mà 1 phần 2 thì cái diện tích này mà sao nó bằng này được. Đúng không? Nếu em mờ 1 phần 2. M 1 phần 2 thì từ từ, xin lỗi, lộn lộn. M 1 phần 2 chứ đâu phải A 1 phần 2 đâu. M 1 phần 2 thì cũng có thể thôi, bởi vì cũng có thể bị lỗi, nhưng mà ở đây, từ đây đến đây nó chính là 1 phần 2 này. Từ đây xuống dưới đây là trừ 1 phần 2 này các em. Thôi bây giờ làm từ từ đi. Cái diện tích này á, nó bằng S2 này này, nó bằng 1 phần 2. Cứ đặt cái thằng này là A nha anh em, cứ đặt nó là A. 1 phần 2 gì đây? Thì là thì tính luôn A này đi, thì dùng ta led này, thì tính là A này nha em. Thì dùng ta led thì tính là A luôn. Cái cạnh này là A. Chia ra cạnh này là 1. Đúng không? Thì tính ta led này, đây chia đây là 1 đúng không? Bằng AO chia cho A đây đúng không? AO là M. Chia cho A đây thì đó chính là gì? M. Chỗ này nó là mang dấu âm rồi, mình cộng như là sai nha các em. Chỗ này nó phải là mang dấu âm, thì chỗ này nó chính là cái giá trị độ dài này, nó chính là 1 trừ M chứ không phải là M cộng M trừ 1 nha các em. Cái giá trị độ dài á thì nó là 1 trừ M. Còn cái điểm này, cái tung độ đó là M trừ 1, nhưng mà độ dài thì nó là 1 trừ M. Như vậy thì hai thằng này cộng lại thì nó chính là, nó lại ta lết nha, ta lết. Thằng này song song với thằng này này, cho nên là A chia cho C, A chia cho 1 bằng AO chia cho AH, đúng không? Mà AH, cái độ dài AH thì nó chính là M cộng cho 1 trừ M. M chia cho M cộng cho 1 trừ M. Ok. Ồ, như vậy là A nó bằng M luôn rồi. Đơn giản M M đi, A nó bằng M. Vậy thì A bằng M thì diện tích S2 rất là đơn giản, 1 phần 2 độ dài tích AO nhân với M. Như vậy là M nhân với M là M bình. Còn cái diện tích của cái hình dưới đây á, nó chính là gì các em? Đáy lớn cộng đáy bé, đáy lớn là 1 cộng đáy bé là M chia 2 nhân với đường cao, nãy là nói rồi, đường cao nó chính là 1 trừ M. Nhớ chưa? Đường cao nó là 1 trừ M. 2 với 2 bỏ đi. Vậy bên này nó chính là M bình. Bên này nó chính là 1 trừ m bình. Ồ, quá đẹp. Như vậy là 2m bình bằng 1. M bằng 1 phần 2. M bình bằng 1 phần 2. M bằng cộng trừ. Nhưng mà M phải dương. M bằng 1 phần căn 2. Đáp án xong. Có vẻ nó hơi rườm rà. Em cần thì giảng lại chỗ nào. Đáp án là 1 phần căn 2. Thật ra nếu mà mình bằng cái cách mình tưởng tượng thì cái giá trị 1 phần 2 thì thấy nó cũng không có phù hợp.
Lucima ra đáp án dê luôn kìa. Đoan ra đáp án dê này. Tốt quá rồi. 31 dê nha. 31 là dê. Có em có nào có cái cách là nhanh hơn không? Hello, có em nào có cách nhanh hơn em? Em bằng còn người giảng lại chỗ nào. Lọc làm ra không? Mà cho anh lọc cầm mình sai mà. Sao gai kiến gì? Gì phẫn nộ vậy đấy ai biết tập lóc rồi nha học cái gì mày ồn ào vậy sao có ý kiến gì không đây là thầy dùng talet để ra được a này mình phải biết được cái độ dài này để mình tính được cái diện tích tam giác này này mình cứ đặt lại đó là a đi a chia cho m chia thằng này là một bằng cái độ dài này chia độ dài này là m còn độ dài này nó là một dài này là một thằng này á là bằng một trừ m nha chứ không phải bằng m đâu không phải là m trừ một đâu không ai ý kiến gì hả rồi không ai kiến gì tiếp tục đi câu 32 tìm các giá trị của M để hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2 mx bình nó cộng với m trừ 1 có 3 điểm cực trị đồng thời là 3 điểm cực trị đó là 3 đỉnh của một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp là bằng 1 rồi thì đầu tiên các em tìm m cho nó có 3 điểm cực trị đi cái đã chưa các em à, đầu tiên chúng ta có này y phẩy 4x mũ 3 trừ 4m x đúng không vậy là bằng 4x nhân cho x bình trừ m vậy bằng không khi mà x bằng không với lại x bình bằng m
mày phải dương đúng không? X bằng 0 thì y nó bằng nhiêu? M trừ 1. Rồi, x bình bằng m thì x bằng cộng trừ căn m. Y nó bằng nhiêu em? Cộng trừ căn m thì nó sẽ ra là y bình nó bằng m, x bình nó bằng m. Vậy nên là m bình trừ 2 m nhân m là 2 m bình cộng m trừ 1. Như vậy nó ra là bằng gì? Trừ m bình cộng m trừ 1. Rồi. Người ta đã có 3 điểm A, B và C. Đúng chưa? Đây nó hỏi về cái bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác được tính như thế nào? Đây. Cái tam giác ABC nó như thế này nhé. Nó cân tại A này. Như vậy thì cái bán kính đường tròn ngoại tiếp với lại cái bán kính đường tròn nội tiếp á, các em nhớ là nó nằm ở trong cái công thức diện tích. Nhớ chưa? Diện tích của tam giác ABC ấy, thì nó bằng 1 phần 2 AH nhân BC. Mặt khác á, là nó bằng cái gì? Tích ba cạnh AB nhân AC nhân BC chia cho 4 lần R. Nhớ chưa? 4 lần R. Đó. Thì ở đây nó cho cái gì? Nó cho R là bằng 1 rồi. Bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1 rồi. Nếu mà bài khác nó cho là bán kính đường tròn nội tiếp thì là R nhỏ thì nó sẽ là bằng B nhân R nhỏ. Được chưa? Đây R là bằng 1 rồi nha. Vậy là khỏe rồi. Các em đơn giản được BC này. Đó, R là bằng 1 này. Vậy còn lại là gì? 2 lần AH nhân lên là bằng AB nhân AC. AB nhân AC thì cũng là bằng nhau, vậy là AB bình. Đúng không? AB bình. Đó. Được chưa? Bây giờ chúng ta đi tìm, đi tính từng cái đi. Điểm A có rồi này. Điểm H là trung điểm BC nha. Điểm H này là lấy B cộng C chia 2 nha các em. Điểm B, điểm A thì viết lại đi. 0m trừ 1. Điểm B nó chính là trừ căn m trừ m bình cộng m trừ 1. Điểm C thì nó chính là căn m trừ m bình cộng m trừ 1. Như vậy điểm H sẽ là B cộng C chia 2. B cộng C chia 2 là 0. B cộng C chia 2 thì hai thằng này cộng lại chia 2 là trừ m bình cộng m trừ 1. Như vậy độ dài AH là bằng gì? Căn bậc 2. Lấy A trừ H tất cả bình là 0. A trừ H tất cả bình là m bình tất cả bình là m bình 4. Vậy là bằng m bình. Độ dài AH là bằng m bình. Trong khi cái độ dài AB là bằng bao nhiêu? Căn bậc 2 lấy B trừ A tất cả bình. Nó chính là m này. Cộng cho B trừ A tất cả bình là m mũ 4 này. Đó. Ok chưa? Mày em thay vào đây. Sao tương đương? 2 lần AH tức là m bình. Bằng AB mũ bình phương lên là m cộng cho m mũ 4. Em đơn giản hai vế cho em m đi. Bởi vì điều kiện là em m phải xanh. Phải dương rồi đúng không? Em m phải dương. Vậy là còn lại là m mũ 3 trừ 2m cộng 1 bằng 0. Cái bấm máy tính ra như ra m bằng 1. Chỉ có một giá trị m là thôi. Bấm máy tính đúng không? Thầy không có mang máy tính mà em bấm như này. Có thể nó ra thêm hai nghiệm này nữa mới đó. Chết 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 chết. Coi chừng nó ra như hai nghiệm nữa phải không? Bấm giùm thầy coi. Alo. Đáp án B hả? Đúng rồi, nó ra thêm hai nghiệm nữa nhưng mà cái nghiệm kia là mang dấu âm là loại đúng không? Rồi, ok. Như vậy ra thêm là m bằng gì? Một là m bằng trừ một cộng trừ căn năm chia hai đúng không? Giờ thì không có máy tính nha các em. Rồi. Vậy thì cái giá trị mà trừ một trừ căn năm chia hai là m âm rồi. Vậy còn lại là m bằng một với lại m bằng trừ một cộng căn năm chia hai. Đáp án là B là đúng rồi đó. Ok.
Bạn nào comment đáp án B là đúng. Đó thì đối với R lớn và R nhỏ, các em dùng công thức này như thế này. Công thức diện tích. Có công thức tính nhanh đối với R lớn và R nhỏ, nhưng mà thầy không cần cái này. Không cần cái đó. Nếu mà cứ đụng R lớn và R nhỏ, các em nhớ diện tích cho thầy nha. Ok Tú, đáp án là B nha các em. Đáp án là B. Ok. Ở đây là ra được trí thức ra B này, Hiếu Lộc B này, Trâm Anh ra B này. Ok. Câu 32 đáp án là B. Nhớ nha, nhớ cái vụ này. Ai thắc mắc gì không? Rồi, tiếp tục câu 33 đi. Ba mươi ba vẫn làm bình thường. Tìm M đã cho hàm số có 3 điểm cực trị ABC, trong đó các điểm ABCO nó cùng thuộc một đường tròn. Cùng thuộc một đường tròn. Hay nhỉ? Đầu tiên chúng ta cứ đi tìm M cho nó có ba cực trị đi, xong rồi đi tìm cho thầy tọa độ ba điểm cực trị cho ra đi. Game tính tiếp cho thầy. Đầu tiên là tính y phẩy. X mũ 3 trừ x bằng x nhân cho x bình trừ 1. Vậy bằng 0 khi mà x bằng 0 với lại là x bằng bằng 1, x bằng cộng trừ 1. Đúng không? Tính nhanh xíu nha. X bằng 0 thì y nó bằng m. X bằng cộng trừ 1 thì y nó bằng m trừ 1. Ok chưa? Vậy điểm A này 0 m. Điểm B nó chính là trừ 1 m trừ 1. Điểm C nó chính là m. Là điểm C nó chính là 1 m. Bây giờ ba cái điểm ABC này ấy, cùng với điểm O nó nằm trên một đường tròn thì sao các em? Điều gì sẽ xảy ra? Đó. Đây vẽ đại diện lên nha. Nó cùng nằm trên một đường tròn thì có phải là AO nó là đường chính? Bắt buộc không? Cái điểm A luôn luôn nằm trên OI. Và ở đây điểm A là cái hành độ này điểm dương này. Cái A này nó dương này, cho nên là điểm A nó lúc nào nó cũng phải nằm nó là điểm cực đại, còn hai thằng kia là hai điểm cực tiểu rồi. Thì điểm A tất nhiên là nó có thể nằm đây hoặc nằm dưới đây. Đúng không? Đó. Nhưng mà ngay cả khi điểm A nằm trên hoặc nằm dưới thì rõ ràng AO luôn luôn là đường chính. Bởi vì sao vậy? Nhìn đây này, hai cái điểm B và C nó đối xứng nhau, nó đối xứng nhau qua cái trục OI. Mà bây giờ bốn cái điểm này nó lại gì các em? Nằm trên một đường tròn. Thì hai cái góc này cộng lại phải bằng gì? 180 nữa. Mà hai góc này bằng nhau do cái tính đối xứng mà. Do hai cái tam giác này đối xứng nhau cho nên là góc B nó phải bằng góc C. Và nó cộng lại bằng 180 thì nó phải là bằng 90 thôi. Đúng không? Mà hai góc đó bằng 90 tức là AO phải là đường chính rồi gì nữa. Hai góc cùng nhìn cạnh AO với một góc vuông. Thì AO nó là đường chính. À. Được chưa? Vậy thì cái điều kiện ở đây là gì? Ba cái điểm ABC nó phải nằm về một phía so với trục hoành. Ba cái điểm đó nó phải nằm về một phía so với hoành. Nó không thể nằm về hai phía, điểm A nằm đây, điểm BC nằm dưới được. Lúc đó không có thể nào có được cái đường tròn đi qua ABCO cả, đúng không?
ba điểm này nó phải nằm về một phía, thì nằm về phía trên hoặc là phía dưới. Vậy điều kiện thứ nhất là nếu mà nó nằm về phía trên á, tức là B và C này cái tung độ nó phải dương. Còn nếu mà nó nằm phía dưới trục hoành á, ba điểm ABC nằm dưới trục hoành thì nó sẽ như thế này. Như thế này thì làm gì có cái chuyện mà cái đường tròn nào mà nó đi qua bốn điểm này được, đúng không? Về điều kiện ở đây trước hết ba điểm này phải nằm trên trục hoành, do A là điểm cực đại. Thì nói lại nha, do A là điểm cực đại cho nên là cái điểm ABC có hai khả năng, nằm về một phía so với trục hoành hoặc là nằm về hai phía so với trục hoành. Nằm về hai phía so với trục hoành thì không thể tồn tại cái đường tròn đi qua bốn điểm được, nó chỉ có thể nằm về một phía thôi. Mà nằm về một phía thì có thể phía trên hoặc phía dưới, nhưng mà phía dưới thì ô đây nè, A này, B đây, C, không thể nào có cái đường tròn đi qua bốn điểm này được. Dưới bỏ đi, điểm A nằm dưới đây thì còn được, đúng không? Rồi vậy bắt buộc phải nằm phía trên, bắt buộc phải nằm phía trên, tức là B và C cái tung độ nó phải dương, tung độ điểm B và điểm C ấy phải dương, tức là M trừ 1 phần 2 phải sao, dương, tức là M phải sao các em, lớn 1 phần 2. Đó là mấy cái điều kiện để cho nó nằm về phía trên trục hoành thôi. Rồi khi mà nó nằm phía trên trục hoành rồi thì hai thằng này nó phải là đường kính AO, phải là đường kính, thì bốn điểm này nó mới ngoại tiếp, nó phải nằm trên, mới nằm trên một đường tròn. Mà cái đường kính thì mình cũng không có sử dụng được, ở đây sử dụng cái điều kiện vuông nó hay hơn, đúng không? Tức là ta có vector AC này, nó vuông góc vector ACO này, nó sử dụng điều kiện vuông đấy, tức là AC nhân với CO là bằng gì kia, bằng không. Vector AC là bao nhiêu, lấy C trừ đi A đấy kia, lấy C trừ đi A thì nó là 1 trừ 1, C trừ đi A thì nó chính là 1 trừ 1 phần đó. Rồi CO, CO thì lấy O trừ đi C, O trừ đi C thì nó là trừ 1, trừ đi C là 1 phần 4 trừ 1, trừ 1. Yeah. Hai thằng này nhân với nhau thì hoành nhân hoành là trừ 1, tổng tung nhân tung là trừ 1 phần 4 nhân 1 phần 4 trừ M. Cái này phải bằng gì? Bằng không. Ở đây giải ra được rồi, trừ 1 trừ 1 phần 16 cộng 1 phần 4 M, cái này bằng không. Vậy ra M bằng nhiêu? 7 bằng 16. Ủa, 17 bằng 16. Vậy là M 17 bằng 4. M bằng 17 bằng 4. Ok chưa? Đáp án là C. Mời các em cho ý kiến, có thắc mắc điều gì. Ồ, cũng có nhiều bạn đe C này, giỏi gì. Ok, tốt quá rồi. MRE là 17 bằng 4 nha. Đó thì do cái vị trí nó nha các em. Điểm A là điểm cực đại, bởi vì A, cái hệ số A nó dương này, cái hệ số A nó dương cho nên A phải nằm trên, thì A đó là điểm cực đại đây. Không, đây nhé, A đó là điểm cực đại, A đó là điểm cực đại cho nên là nó phải hình dạng như thế này. Còn nếu mà A cực tiểu thì nó phải quay ngược lại nha em, A cực tiểu phải quay ngược lại. M 17 phần 4 thì chắc nhiên là nó lớn hơn nhiêu rồi. Điều kiện là M lớn 1 phần 2 thì M thỏa rồi. Sẽ là lớn 1 phần 2 này. Lớn 1 phần 4 chứ. Lớn 1 phần 4. Lớn 1 phần 4. 17 bằng 4, 4 thì lớn 1 phần 4 rồi. Sao ok chưa? Ba mươi C, ok. Tiếp tục câu 34 đi em. Câu 34. Tìm tất cả các giá trị của tham số M để cho đồ thị hàm số này nó có 3 điểm cực trị cùng với góc tọa độ O tạo thành 4 đỉnh của hình thoi. À. 4 đỉnh của hình thoi thì nó cũng giống như thế này thôi. Nhưng mà 4 đỉnh của hình thoi thì hai cái đường chéo nó vuông góc hiển nhiên rồi. Về 4 đỉnh của hình thoi thì hai cái cạnh này, tức là cạnh này nó bằng cạnh này này.
Vậy thì điều kiện giống y hệt là điểm B và điểm C nó phải nằm trên trục hoành nếu mà A dương đó. Rồi sau đó là độ dài AB nó bằng độ dài BO, hay là độ dài AC nó phải bằng độ dài CO, nó phải bằng nha các em. Còn hai cái này nó bằng nhau rồi, hai cái này bằng nhau rồi, còn lại điều kiện này bằng nhau thôi. Đây là ở đây là số A nó dương này. Rồi. Y phẩy nó ra là 4x mũ 3 trừ 2mx đặt 2x ra, còn lại là 2x bình trừ m. Như vậy bằng 0 khi và chỉ khi x bằng 0 với là x bình bằng 1 phần 2 m chia 2 chứ. Cái này phải lớn 0, tức là m phải lớn 0 đó nha. Rồi x bằng 0 thì suy ra y bằng mấy? Y nó bằng 2m trừ 1. X bình bằng m, x bằng cộng trừ căn của m trên 2. Vậy y là bằng bao nhiêu? Bốn. Bốn lên thì là m bình chia 4 trừ cho m, như vậy là m bình chia 2 cộng cho 2m trừ 1, như vậy là trừ 1 rồi. Vậy là trừ m bình chia 4 cộng cho 2m trừ 1, ok chưa? Vậy có hai điểm, đây là điểm A nha, đây là điểm B và điểm C. Rồi thế thì ở đây tọa độ điểm B và điểm C, em nhớ là cộng trừ căn nó lại đây y nha. Rồi, viết ra luôn đi. Điểm B nó chính là trừ căn, gần chút xíu cũng được. Điểm C nó chính là căn rồi. Như là chúng ta nói là độ dài gì, ba bốn cái điểm này nó tạo thành hình thoi thì độ dài ô, nhưng mà trước hết là nó phải nằm đâu? Bốn điểm nó tạo thành một hình thoi thì trước hết á, hai cái điểm B, C này phải nằm trên trục hoành. Tức là gì? Cái số này là phải dương này. Đúng không? Cái số đó phải dương. Là trừ M bình trên 4 cộng cho 2M trừ 1 phải dương. Giải này cũng được, không giải cũng được. Lát nữa lấy M thế vô. Rồi. Thì bây giờ điều kiện là tứ giác OABC, OBAC tạo thành một hình thoi. Thì ta có đó chính là độ dài OC nó phải bằng độ dài gì? AC. Đúng không? Nhưng mà điều này có nghĩa là cái tam giác này nó cong. Các em tính độ dài cũng được, nhưng mà ở đây thì sử dụng cái điều kiện này hay hơn. Khi đó là trung điểm của BC cũng phải là trung điểm của AO. Em hiểu không? Em sử dụng cái điều kiện tam giác cân thì hệ xuống đây nó phải vuông góc, đó là trung điểm AO này, và nó cũng là trung điểm BC luôn. Các em sử dụng điều kiện OA, OC nó bằng AC thì cũng được, mà tính độ dài nhiều quá mệt. Ở đây chúng ta thấy là trung là hình thoi, cho nên là hai đường chéo nó phải cắt nhau thành trung điểm mới được. Vậy trung điểm BC đồng thời cũng phải là trung điểm của AO luôn. Vậy đến đây ta có là gì? A cộng O chia 2, trung điểm thì lấy A cộng O chia 2, nó phải bằng B cộng C chia 2, đúng không? Trung điểm là lấy tọa độ hai đỉnh cộng lại chia 2, mà A cộng O chia 2 á, đơn giản B cộng C chia 2 đi thì là A cộng O bằng B cộng C, tức là A nó bằng B cộng C bởi vì O là không rồi. A là bao nhiêu các em? Điểm A là không bằng B cộng C cũng là không rồi, hoành bằng hoành rồi đó. Bây giờ tung bằng tung, tung bằng tung, tung là 2m trừ 1, đúng không? 2m trừ 1 bằng B cộng C. B cộng C thì là gấp đôi này lên, là thành 2 nhân với gì? Trừ m bình chia 4 cộng 2m trừ 1. Ok chưa? Nhanh không? Vậy B thằng này là bằng 0 rồi, loại đi. Vậy đơn giản đi là 2m trừ 1 nó bằng trừ m bình chia 2 cộng 4m trừ 2. Vậy ra là gì các em? M bình chia 2 trừ 2m cộng 1 bằng 0. Vậy là m bình trừ 4m cộng 2 bằng 0.
Vậy ra M bằng gì? 2 cộng trừ căn 2. Ok chưa? 2 cộng trừ căn 2. Đáp án là gì cơ? Đáp án là gì? Câu 34 đáp án là gì? Ồ, có nhiều bạn đây đáp án dê quá. Ồ, thì ở đây chúng ta thấy là nếu bài này á, qua kinh nghiệm chúng ta thấy là tọa độ A và O nó phải sao? Trung điểm của AO nó phải là trung điểm BC. Lấy hai đó cộng lại chia 2. M bằng 2 cộng trừ 2. Cái giá trị M này mấy em thấy vào đây thì nó thấy nó thỏa nha. Như là thỏa rồi đó. O là trung điểm hàng này thì chắc chắn là nó nằm trên là đúng không? Trung điểm của BC mà nó nằm ở đây thì chắc chắn là sẽ là hai thằng này sẽ nằm trên rồi. Chắc chắn là thỏa rồi. Rồi, các ý kiến gì ạ?